Đây, và sau một hồi nghiên cứu mình đã rã thêm một hai món nữa. Nó như thế này đây. Kiểu cứng xịn luôn nè bạn. Đó. Sau một hồi nghiên cứu mình rã tới ra tới cái ổ cứng luôn rồi nè. Mà giờ cũng chưa biết chuỗi nào. Đó. Không có chuỗi gì đó. Mình không biết, lần đầu tháo ra thấy được cái ổ cứng của máy photo nè. Máy Thiệt hả? photo này nó có cái ổ cứng này nhiêu ghi vậy ta? 400 nhiêu ghi không biết. Như có 40 à. Là 40 Đây, ghi nè. 40 GB. 40 ghi. Ổ cứng của máy photo 40 GB. Cũng nhiều chứ. Lần đầu tháo ra mới biết trong máy nó có photo có cái ổ cứng. Đây, dài cái mặt lưng của nó nè. Đó. Đây bò của nó có cái chữ nè, Tôi nói cho Toshiba. tao không biết chuỗi nào luôn á. Toshiba Mất 8 lần cho máy luôn, không biết chuỗi cái chỗ đó, nào luôn á. Quá sức tưởng tượng luôn. Còn ghê thiệt chứ. lần này Cái dây này cua đăng lên ro mạng gì coi quá trời ai nè, mua kệ quá luôn chứ. quá trời luôn. Sau một hồi nghiên cứu mình đã tháo thêm một mớ nữa, giờ nó lòi ra vậy đó. Cái này toàn là mạch điện tử không rồi đâu biết sửa gì nữa. Cái này chỉ có tháo ra mình chùi thôi. Trong này nó có cây RAM luôn nè. Máy photo này trong này nó có cây RAM rồi có ổ cứng nữa. Mới biết luôn. Dữ thiệt. Đó giờ đâu có rã đâu mà biết nó có cái gì trong này. Đó. Tháo ra máy nó vậy đó. Gã banh luôn. Được chưa? Toshiba này là dòng 283. Này là Toshiba 283. Thôi. Máy nó lấy nét không được luôn mà cứ nó giật 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 hoài luôn. Này là Toshiba 283. Này giờ ai có mua phụ kiện bán phụ kiện luôn. Rã ra giờ giờ tháo ra nhiều quá rồi giờ không biết mà ráp vô như thế nào luôn nữa. Giờ ai coi thấy phụ kiện được bán luôn phụ kiện chứ giờ hết biết đường sửa rồi. Này nguyên cái bo mạch điện không? Mạch này đâu biết tháo cái gì đâu. Này rã ở dưới này còn mấy cái hộc giấy thôi chứ đâu có còn gì nữa. Đây. Này Toshiba. Rút khay giấy ra. Hết rồi, trong này còn khay giấy nữa đâu còn gì nữa. Rã banh xác hết rồi. Nghiên cứu đi vòng vòng mà không biết làm cái gì ở đâu nữa hết trơn rồi. Vậy thì để máy nó luôn với bạn
sao bạn comment chỉ tự chỉ. Giờ hết biết tháo cái gì nữa đâu rồi. Máy cái này in không được đúng không? Vậy máy này bị khởi động lỗi lên không được. Giờ tháo ra mà giờ thấy toàn là mạch điện tử không à. Này chứ phải đi kêu thợ điện tử mới biết đường sửa. Comment rồi liên hệ mình đi. Liên hệ mình chứ đi. Đâu có còn gì nữa đâu biết sửa đâu. Này phải thợ điện tử nó mới biết. Chỗ nào cái này nó nằm đâu ta để chùi ta. Không lẽ cái này hả chứ Vinh? Cái đó là cây RAM. Cây RAM hả? Đó là còn RAM. Cái rùm nằm đâu? Thì cái rùm đó, rùm tháo ngoài đó. Đâu? Không phải. Cái rùm bo của nó. Rùm bo giống như cái hệ thống á. Bò thì giờ chỉ có bo này, chỉ có cái này thôi chứ đâu có còn gì nữa. Ở tâm máy gì, tâm kia nữa không này, để giờ tháo hết cái này rồi mới tháo đó ra này, sao tâm này là cái gì 986 tâm này là 986 gì nữa nè, cái gì đó tháo ra rồi giờ nó chứ không biết này tháo được không nè. Bo chỉ có cái bo này thôi. Đâu? Nè, bo này nè, mấy cái bo này thôi chứ đâu có còn bo nào nữa. Hết rồi. Sao thấy trên dọc này nó đăng cái khác nè, nó đăng cái hình bo đó. Hết rồi. Trong này không còn cái gì nữa hết trơn. Đó. Giờ mình rã cái máy photo ra, trong máy nó gồm có nhiêu vậy đó. Nè, hôm nay nó ghi cái này nè. Đây nè, cái này là nó nằm ở đây nè chứ Vinh. Làm sao mà mở được cái này nè. Trong này nè. Chỉ có bao nhiêu đây thôi. Cái trong đây nè. Bây giờ là cái trong này nè. Sao mở ra coi được cái trong này nè. Trong đó giờ ờ, biết nè. Thì sao chị Trang luôn nè. Thì giờ phải tháo cái đít. Bo máy bơ nè. Giờ thì giờ tháo cái đít này đi. Tháo cái... nhiều dữ lắm. Không biết sao nhớ đi. Tháo cái dĩ này ra thôi chứ giờ cũng không biết làm sao rồi coi coi. Làm sao để tháo cái này nè. Cái ở trên đây nè cho nó ra nè. Mới coi được cái dưới đó. Hết rồi. Rồi tổng thể tạm tới đây đi. Rồi mình ngưng lại để mình nghiên cứu rồi tháo cái gì nữa. Rồi mình quay tiếp. Coi ở trọng nó có cái gì ở trọng nha. Giờ tới đây thôi. Hết biết rồi. Giờ tới đây là nó có nhiêu vậy thôi á.